Yes. Hello everyone, Mr. Miss here. Now this video I will teach you again, review with you the lesson today about the structures of present simple tense. Cấu trúc tiền hiện tại đơn. Thì tại sao con muốn diễn tả khi nào con có các hoạt động đặc biệt là như một thói quen này, họ nói về nghề nghiệp này, nói về màu sắc này, nói về một chân lý, một sự hiển nhiên thì con sẽ sử dụng gì này? Ok. Và cấu trúc sẽ có hai loại hiện tại đơn, đó là tiền hiện tại đơn với to be, động từ to be là tiền hiện tại đơn với biểu âm từ có phải chúng ta có chủ ngữ ai khi đối diện với
Does he cook? Does your father cook? No, he doesn't. Does your mother cook? Yes, she does. Các động từ trợ động từ một cách phổ biến không các.